Kính thưa các anh chị em, cô bác nội ngoại Sài Gòn, con tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, quê quán ấp 4 xã Ba Sao, thành phố Cao Lãnh, làm nghề thợ cắt tóc và bán linh kiện điện tử. À, 45 tuổi, đang sống ở thành phố Cao Lãnh. Mời chị gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Diễm, em đến từ Cần Thơ và hiện nay em 40 tuổi ạ. Dạ, là mình sinh năm bao nhiêu? Trên giấy tờ thì là 79 chị, nhưng mà thực tế thì em 80, nghĩa là em tuổi khỉ. À, hiện nay em là giáo viên dạy cấp 3. Cần Thơ qua Cao Lãnh bao xa? Cần Thơ qua Lãnh chắc cũng gần. Đi đường cao tốc đi xuống Tiền Giang để về Cần Thơ. À, biết đường đi gì mà không biết nhiêu cây. Vậy hả? Rồi, vậy là thí dụ giờ hai anh chị quen nhau thì bao lâu anh có thể xuống thăm chị được một lần? Nửa tháng xuống một lần. Nửa tháng xuống một lần. Dạ. Số ít vậy, gần mặn tuần xuống lần đi. Anh là chủ tiệm luôn hay là chủ sao? Tiệm. Chủ tiệm, tiệm mình có thợ không? Có học trò mà nó ra nghề hết. À, bây giờ có mình nên là chưa có học trò mới. Vậy là mình đi đâu có được nhiều, đi là phải đóng cửa tiệm đó phải không? Đi phải đóng. Tại vì tiệm là hoạt động suốt tuần luôn đúng không? Thứ bảy chủ nhật là mệt lắm, khách đông. Thứ bảy chủ nhật là khách đông. Còn công chuyện của mình làm thì cái giờ thời gian nó như thế nào? À, em làm suốt chị, em nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghĩa là em dạy luân phiên suốt trong các ngày trong tuần á. Dạ, nếu mà thời gian vậy rồi anh vậy rồi làm sao mà anh, ví dụ giờ anh có bạn gái thì anh đi chơi với bạn gái ở cái thời điểm nào để mà mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân? Đó thì nghỉ đi thôi, bình thường thôi đó. À, nghỉ đi bình thường. Nghỉ một tháng đi cũng không sao. À vậy đó hả? Bây giờ em hỏi một xíu là giờ kinh tế anh đã ổn định chưa? Anh có thể lo cho vợ con được chưa? Dạ ổn định rồi chị. Dạ. Thế anh nghĩ điểm mạnh điểm yếu của anh trong cuộc sống là gì? Em xin nói về điểm mạnh. Dạ. Em thuộc tiếp, biết chăm lo cho gia đình, tính em cần mẫn và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu em đã kiên định đeo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra em có sở trường biết hát, biết làm nhân quỷ gia đình nữa chứ các bạn. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Đây là có thơ luôn ha, anh làm thơ hay sao vậy? Không có, tại vì nghĩ ra vậy thôi. Nghĩ ra, nhưng mà anh có viết ra, anh đọc trước, anh nhẩm, anh học trước không? Mà sao anh nói nó trôi chảy mà nó hay, líu lo như anh đang hát vậy? Cũng có viết ra. Có viết ra? Dạ. Rồi, nghĩa là anh rất nghiêm túc với cái buổi hẹn hò ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ. Thay mặt chương trình cảm ơn anh nói hay quá. Mình nghe kịp không nha em? Dạ kịp chị. À, rất là dễ thương. Nhanh. À, nói nhanh nhưng mà nó có vần có điệu lắm. Dạ. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? À, điểm mạnh của em thì trong công việc em nghĩ em là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành những cái công việc mà được giao, có tính cầu tiến. Ừ. Còn về trong cuộc sống thì em biết nấu ăn và em là tiếp người của gia đình. Ừ. Như mà cho hỏi một câu vẫn tò mò bên đây. Vậy là anh thường hay coi chương trình lắm hả? Dạ thường coi. Anh biết em hỏi câu gì luôn cho anh chuẩn bị sẵn đáp án luôn hả? Thấy chị mê gì đem cho chị luôn. Biết Tường mê gì đem cho Tường luôn. Ủa dạ là Tường mê gì đem gì cho Tường vậy? Thấy coi trên mạng chị Tường nói là chị thích uống chanh muối nên là chương trình cho hai cái em làm chanh muối để em tặng cho các Tường. Trời ơi dễ thương quá. Một trái đó chị uống 4 ly nha, đừng uống nhiều, uống một trái mà quay quay nữa mặn nha. À rồi rồi, cái em hiểu rồi. Thường thường làm cho nữa đó em bán cà phê. Dạ. Bán gì mới có lợi, với quậy một trái là tới giờ lại cho em rồi. Hiểu là chất luôn, nói chung là nước cốt đậm đặc đúng không ạ? Yeah. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ em hỏi chút xíu về tình duyên nè. Hiện tại em đang sống với ai ạ? À, điểm yếu chưa nói hả? Ờ điểm yếu chưa nói à? À quên, nãy bài thơ mới có điểm mạnh à. Dạ điểm yếu. Em nói điểm yếu, tính em hay suy nghĩ và đôi khi mất bình tĩnh vậy. Hồi hộp, mất bình tĩnh. Yeah. À, hay suy nghĩ nữa. Hay suy nghĩ nữa. Suy nghĩ về cái gì ạ? Thì tuổi này nó chưa có gặp cái gia đình này kia cũng suy nghĩ cũng rất nhiều rồi. Rồi vậy bây giờ em hỏi tình trường anh đó, bây giờ là anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua một mối tình, có yêu một cô giáo dạy trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Thọ được 6 năm. Em chia tay hơn 1 năm. Em cho cô giáo rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng cô giáo cứ hững hờ tâm quá nên em đành dừng lại hai chữ dang dở. Sao mà thí dụ mình thấy không hợp thì mình chia tay sớm anh? Sao để tới 6 năm mà cuối cùng vẫn chia tay? Thấy cái cô đó thì cũng chịu nhưng gia đình ngăn cản. Gia đình cổ á. Gắn đèo thử coi còn có sửa đổi không. Nhưng mà tại sao gia đình cổ ngăn cản, biết không chịu anh chỗ nào? Cũng lớn tuổi rồi vậy đó, xưa gì bị mổ dân gian vậy đó, họ không lấy chồng được, lấy chồng sao không có con, lấy chồng chi. Nó mà hỏi cổ, cổ nói cổ vẫn có con, tại gia đình nói vậy đó. Mà chia tay cổ được bao nhiêu năm rồi? Chia năm mấy rồi. Chia năm mấy giờ cổ có chồng có con gì chưa? Không, chưa có chồng, không có chồng luôn. Không có chồng luôn. À. Quen 6 năm. À. Một mối tình. Cũng lâu lâu là cũng gặp nhau này kia, cũng nói chuyện bình thường không có gì hết. Nhưng mà em hỏi thiệt cái này hơi, tại vì anh cũng có tuổi, lớn tuổi rồi. À. Nên em hỏi cái chuyện này nó cũng không có gì mà gọi là sai quấy hết. À. Em quen 6 năm nhưng mà anh với chị có ở với nhau không? Dạ. Không ở sao biết không có con? Tại anh không ở hay là tại chị không cho anh ở? Gia đình nó chỉ bị mổ ngang. Ngang thì chứng. Mà cổ sao cổ nói cổ vẫn được? Mà con gia đình nói vậy mà cổ nói chỗ còn.
Mà sao anh chị cũng lớn tuổi rồi mà quen 6 năm mà mình không có sống thử với nhau trước hả? Không có luôn, có đi chơi từng đi ăn gian đi lắm mà không có. Cổ tách cổ khó lắm. Cổ khó hay là tại anh không có tấn công? Không có, cổ khó chứ, khó tấn công mà cổ khó. Sao anh không xin xỏ? Không được. Dạ, là quen một mình anh thôi đó, 6 năm là một mình anh đó. Anh cũng là một quen có một mình cổ chứ nhiêu. Dạ. Như vậy em hỏi thiệt anh nè, là anh có cái gì quan hệ với ai đó trước hôn nhân chưa? Dạ chưa. Là có nghĩa là anh có biết là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó chắc biết mà cái đó chưa biết thử. Biết mà chưa thử có nghĩa là chưa biết. Là 45 tuổi là còn zin. Em nói thiệt, em nói giỡn mà thiệt hả anh? Nói thiệt. Thiệt luôn. Dạ. Em không dám làm vậy thôi chị ơi. Mày vậy là lỡ rồi là để đứa con ra, không ra tội nghiệp. Trời ơi, 45 tuổi, còn nguyên si bà xì. Rồi có mận ăn gì được không anh? Anh nghĩ sao? Được, chắc được chị ơi, chắc được chị ơi. Chắc thôi đúng khỏe không? Lắm. Còn khỏe lắm hả? Sao anh biết anh khỏe? Anh chưa làm chưa sao biết anh khỏe? Anh dựa trên cơ sở nào anh biết là anh khỏe? Gia đình trước á, cha mẹ còn sống á, thấy mẹ còn không có vợ dắt đi khám thử. Cái bác khám bác sĩ như này nó bình thường, không có gì chơi, mà tại nó không chịu lấy vợ. À, là có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói khỏe. Khỏe, cha mẹ nó nói sao lớn tuổi này cứ vậy, đem cứ cậu vợ nó tùm lum mà nó không chịu. À, nhưng mà anh thích phụ nữ không? Thích. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, anh có rạo rực trong người không? Rạo rực chứ. Hoang mang quá, để tôi xem lại. Có rạo rực. Có rạo rực đúng không? Rạo. Rồi, tới bên em. Nếu như mà nói tình chính thức á thì em chưa có mối tình nào là chính thức chị. Là sao? Có nghĩa là hồi thời em sống ở dưới quê á, năm 17, 18 tuổi gì đó thì cũng có một cái mối tình mà kiểu trẻ trâu á. Rồi sau đó thì em lên Cần Thơ em sống, thì em đi học, em đi làm, ra trường rồi xong rồi thì cũng có quen một, hai người. Mà cũng chỉ cao lắm rồi 6 tháng mà em dừng lại tại thấy không phù hợp. Nhưng mà có gì sâu đậm chưa? Em nghĩ là chưa, cũng chỉ nhắn tin qua lại rồi nói chuyện rồi gặp một hai lần rồi thôi. Vậy là không lẽ em cũng giống như anh bên này hả? Trời ơi, sao vậy? Sao phí tuổi xuân vậy hai bạn? Trời ông trời, để cho hai bạn dành cái thanh xuân đó để dành cho nhau. Nếu mà một người từng trải mà gặp một người như vậy thì đơn nhiên hai người có người thiệt thòi, còn hai người không biết gì trơn luôn, công bằng trao cả thanh xuân cho nhau được không anh? Dạ được. Nếu được bao giờ mình quen nhau hợp lý thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Hết năm nay. Hết năm nay. Em thí dụ em có chịu qua cái câu lãnh để sống với ảnh không? Nếu mà được. Trước kia thì em có cái quan niệm là có thể em sẽ trả lời với chị là không được. Tại vì em có quan niệm là em lập nghiệp ở Cần Thơ. Nhưng mà những năm gần đây thì em đã thay đổi cái suy nghĩ. Em nghe chị Tường nói nhiều. Đúng rồi, lấy chồng là phải theo chồng. Với lại đừng nói không, tại không yêu á. Dạ. Yêu cỡ nào cũng theo hết trơn á. Dạ. Chị là cuốn gói theo trai luôn, mà tại không có trai nào để cuốn gói theo thôi. Dạ. Không có gì xấu hổ chuyện đó hết á. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, với lại hai bạn giờ phí nhau quá, phí thời gian quá rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, anh 45 tuổi nè, chưa vợ nè, có nghĩa là hồi đó giờ anh lo làm ăn không à? Giờ anh có của có vốn gì không? Anh nói em nghe coi, để làm sao mà người phải lo được cho vợ con người ta mới chịu làm vợ anh. Có dư chút đỉnh. Dư chút đỉnh là cái gì? Giờ anh có nhà riêng chưa? Dạ có. Có đất đai gì thêm không? Có đem bằng phát hay không? À, đem cái bằng phát, đem sổ hả? Sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi nha. Trời ơi, hay quá anh ơi. Lần đầu tiên em thấy có người tham gia chương trình mà có sổ đỏ luôn nè. Trời đúng rồi nè, này cái em khai sinh luôn. Luôn, giấy khai sinh luôn. Quá xinh xắn. Sẵn sách ly luôn ha. Trời anh này mà lấy ai nữa đây trời. Thửa đất số 76. Đó. Diện tích 172,7 mét vuông. Quá dữ. Đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng là lâu dài nha. Được công nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Tặng cho ông Nguyễn Văn Hùng. Của ai tặng cho anh vậy anh? Lắc ông già cha mẹ để ông anh đứng tên rồi ông anh phải chỉ nhượng. À, có nghĩa là của cha mẹ để lại. Chia cho mọi người là bao nhiêu dư? Dạ, tóm lại là đất cha mẹ để lại. Dạ, đất mẹ để lại. Là cái này là hiện tại anh đang ở đây luôn hay là? Hiện tại đó rồi. Vậy cái này là cha mẹ để lại, còn cái gì anh tự làm ra đâu anh? Tiền mặt nào ông anh để đám cưới đồ này kia? Dạ, có chứ chị. Vốn làm ăn đồ nhiều khi vợ bỏ xứ theo mình á, thì đến nơi mình phải tạo một cái công việc ổn định cho vợ. Ví dụ mở cái tiệm gì nhỏ đủ khả năng không anh? Có tính mở quán cà phê cổ. Cà phê cổ. Vốn nặng lắm à. Không có, có chuẩn bị hàng nhiều lắm rồi. Bàn có chuẩn bị rồi. Bàn cổ. Bàn cổ có luôn hả? Có luôn. Dạ, vậy ổn chuẩn rồi. Chuẩn bị em biết gì không? Chuẩn bị em chuẩn bị mơ cái chân mấy mai. Mình có mặt bàn nè, em mở quán phơi cổ nhặt. Ai thích nhặt trầm đến uống. Ồ, có kế hoạch tương lai rõ rệt. Được. Rồi, bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Anh diễn tả em nghe coi. Có mái tóc dài, có giọng nói dễ thương chút được rồi. Cả mét sáu trở lại. Mét sáu trở lại là được. Thế còn chị, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
anh ấy là phải có công việc ổn định, vậy nghiêm túc, chân thành, biết đối nhân xử thế. Có cần ngoại hình sao không? Về chiều cao thì có thể từ 1m65 trở lên cũng được. Mọi cái khác thì chắc do cảm xúc ban đầu nhìn thì... Coi thử ở trong ba anh này anh nào là ảnh vậy? À, cái người sao mờ quá em. Rồi bốn người luôn thì lựa đi, mà em cũng không biết luôn nữa. Có cổ ở trong đó. Đây. Tại sao anh chọn cô đó ạ? Cô này. Dạ. Tại sao anh chọn cô đó? Thấy cô đó cũng lứa tuổi cũng cỡ hàng 40 mấy. À, em chọn ai? Cái hình này anh chụp mấy năm rồi anh? 20 năm. Trời ơi, giờ ông đi lấy vợ 50 tuổi, 45 tuổi đưa hình làm ổng có mới có 25 tuổi à. Anh nhìn. Anh nào? Anh chị nào? Kệ, kệ, hốt luôn em ơi. Rồi, mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. 1 2 3 sao nè trúng hay trật nè? Chào anh. Nhân ngày kỷ niệm anh với em gặp mặt với nhau anh có gì quý hơn? Có anh có mang theo tấm lòng và bó hoa hồng sáp mang từ phương xa đến tặng cho em. Tuy là đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm em cũng nhận luôn anh. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà em gửi. Cảm ơn em. Dạ này em gửi cho chị. Ôi chị cảm ơn em nha. Chị có cẩn thận nhé này. Cái hộp của bà Hoa anh biết là những quỹ gia đình anh có làm cho tin muốn ủa nãy nghe cái đó là của chị Tường không có chị Tường là ghi Tường riêng ta chu đáo lắm rồi chị Tường cảm ơn nha chị, em cảm ơn chị anh nha. Có món quà này là để tặng cho chị Tường, chị Tường chị dùng cái này chị nhớ đến chương trình và có cắt cho chị rồi thì thôi khỏi coi đi coi cái này khỏi coi nha khỏi này khỏi coi mở là biết rồi cái này là xài 50 năm cũng hư rồi. Cảm ơn anh nha, rồi không biết cái gì mà cho là thích rồi là quý rồi cái đã, cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi một câu nè, sao nãy anh tặng bó hoa cho chị mà anh xúc động, anh muốn khóc luôn vậy? Lý do gì? Xúc động nào giờ chưa mới nào cầm bó hoa để tặng cho một người nào hết. À em hiểu, em rất là trân trọng cái cảm xúc đó. Em có cảm nhận được không? Dạ, em có. Rồi chị cũng hy vọng rằng là hôm nay các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thật là hiểu ý nhau. Hai người thật sự luôn, là những trường hợp rất đặc biệt và đã có tuổi rồi. Hy vọng là hôm nay các bạn tìm được một tiếng nói chung. Anh có món quà gì muốn tặng, món quà tinh thần ngoài những món quà vật chất này không? Là hát được. Rồi mời anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao cho em. Ngày nào đã quen nhau, mình chung hướng về, mình chót trao nhau đầu cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù vội thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Hay quá. Em làm lại một khúc liền. Anh hát bài đó cái tựa quen mà anh hát chị nghe bài hát mới luôn á. Sửa anh cho chị, sửa em, cho nó. Em đến từ Cần Thơ cho nên chắc em hò một cái đoạn nhỏ, một cái câu nói về Cần Thơ nha. Rồi. Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi ngọt ngào quá, cặp đôi này xứng đôi ghê. Thôi em quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì trong tình yêu thì cần có sự chân thành và nghiêm túc, quan tâm chia sẻ. Rồi nãy giờ anh thấy em cũng có trách nhiệm đó, để trong công việc có chí cầu tiến. Đây là những trong những điều anh đang kiếm tìm, còn nữa còn là anh đánh giá rất cao. Quan niệm sống của anh á, hãy từ từ mà sống, chọn dội cho mình một người để phá lấp nỗi cô đơn đó. Anh sẽ tìm cho mình một trái tim này có cùng một nhịp đập, ở đó biết quan tâm, biết chia sẻ, biết hy sinh, dung dắt sẽ đắp cho hạnh phúc của nhau. Và cùng anh đối diện khó khăn trong cuộc sống, đôi khi mình gục ngã thì người đó cố gắng động viên mình lên. Nhà anh làm bao mấy anh chị em? À, 7 anh em. 7 anh em, anh là thứ mấy? Thứ 6. Còn bố mẹ? Bố mẹ mất hết. Có anh em đông sợ không? Dạ không, bình thường. Nhà em thì ba chị em. Em là lớn, hai đứa em. Anh có hút thuốc? Dạ không. Uống rượu biết uống mà, như đám tiệc uống chút đỉnh thôi chứ không uống nhiều. Dạ. Uống rồi dẫn về dẫn hết. Người tôi nói tầm nãy nó đi đám vậy nó còn hết tóc vậy. Mình biết uống nhưng mà giống như là mình phải có điểm dừng. Dạ, được điểm dừng đúng rồi. Phải có điểm dừng. Ồ, cơm ngon không chị? Dạ ngon. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Anh ăn món này lần nào chưa? Chuyện này chắc chưa ăn. Chưa ăn lần nào ha. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình có trao đổi gì về cái chuyện quan điểm về tình yêu, về hôn nhân chưa?
vợ đi dạy mình nha, ông nhà nấu cơm giặt giũ này nọ rồi cho vợ. Dạ. Rất đơn sơ mộc mạc ha. Anh nghĩ anh có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Anh có phải là mẫu người gia đình, anh có sẵn sàng giúp vợ trong công việc gia đình không? Dạ sẵn sàng. Giặt đồ nấu ăn được không anh? Dạ được, nấu ăn giỏi. À vậy hả? Anh nấu ăn giỏi là một chuyện, mà anh có chịu nấu ăn cho vợ không là chuyện khác. Chịu nấu chứ. Dạ. Nếu được thì em nghĩ bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thì chị biết ở tầm cỡ tuổi này thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Cái thời gian nhiều khi nó cũng không có quyết định gì, tùy theo cái lúc đó là mình sắp xếp như thế nào về công việc, về tình cảm đó chị. Trên tay tường có hai lá thăm dành cho hai bạn. Hai bạn hãy đọc lớn yêu cầu ở trong này và hãy thể hiện theo những cái gì ở trong này yêu cầu nhé. Đây là một cái cách để cho các bạn có thể thoải mái hơn, để có thể tiếp cận với nhau và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn gái đọc trước đi ạ. Hãy thuyết phục bố mẹ hai bên đồng ý cho hai bạn cưới nhau. Nhưng vì cả hai ở tuổi thế hệ 7X nên bố mẹ từ chối, bạn sẽ làm gì để thuyết phục? Hiểu rồi. Rồi, hai bạn đứng lên. Thời gian qua thì con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều. Cho nên là khi tụi con có quyết định đến với nhau thì tụi con sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà tụi con quyết định. Ba mẹ yên tâm. Còn anh muốn nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ mình không đồng ý rồi đó? Mình nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ nè? Con chào hai bác. Nếu Diễm mày đồng ý bấm nút với con á thì dù cho hai bác không chịu con đi nữa, con gắn về Cần Thơ con thuyết phục hai bác làm sao cho bác gả Diễm cho con. Con hứa. Con hứa con sẽ lo cho Diễm suốt quãng đời còn lại nè. Đó, rồi cảm ơn. Rồi hy vọng sẽ chờ được cái lời trả lời của hai bác nha. Rồi về chỗ đi ạ. 30 giây nhìn nhau đi ạ. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, ai muốn nói gì cũng được. Cảm xúc hiện tại, suy nghĩ hiện tại, mong muốn bất cứ điều gì. Anh với em đến đây là coi những cái duyên. Nên mình nên cho nhau cơ hội để anh nắm tay đi này là hết quãng đời còn lại này. Em cảm ơn anh. Em cảm nhận anh rất là chân thành. Em chân quý cái điều đó. Được rồi, cảm ơn hai anh chị. Bây giờ ta đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh xuống, không đồng ý lấy tay ra nhá. Quyền quyết định là của anh chị. Tường đã làm hết sức, chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Còn mình có chấp nhận đi đến với nhau để tìm hiểu, để mà nắm lấy cái cơ hội này hay không là quyền của anh chị nhá. Đặt tay vào nút bấm đi ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, hãy đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao cậu cũng bấm rất chậm vậy cậu? Tại sao cậu bấm chậm vậy? Không, nó biết Diễm có bấm không? À, suy nghĩ không biết Diễm có bấm hay không. Thế còn Diễm sao Diễm lại không bấm nút? Trong khi là Diễm cũng cảm nhận là anh ấy rất chân thành. Giống như chắc em chưa có thấy được cái cảm xúc đó. Anh chân thành, anh hiền, anh tốt. Em cảm nhận và em trân quý cái điều đó. Mà thấy anh chia sẻ có một vài cái thì em thấy cũng chưa dứt khoát lắm. Ra em cũng nói chung là chưa có cảm xúc. Ngay cả cái quyết định bấm nút mà anh cũng chần chừ nữa. Mình thích là mình bấm thôi, còn Diễm bấm hay không là chuyện của Diễm. Anh lần sờn có thể là trong cái câu chuyện hai người nói gì đôi lúc Tường không nghe rõ, Tường ra ngoài. Nhưng mà có thể là anh chưa thuyết phục được cô ấy. Đây là cái duyên của anh chị. Mình chưa có duyên với nhau thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì mình sống bằng cảm xúc mà. Mời hai anh chị đứng lên ạ. Thật sự là Tường rất là buồn, bởi vì đối với Tường đây là một cặp đôi rất là đặc biệt. Họ có rất là nhiều điều trùng khớp với nhau. Qua cái kinh nghiệm lần này thì anh cũng rút kinh nghiệm một xíu. Mình đàn ông mà làm sao mình mạnh mẽ hơn, mình quyết đoán hơn một chút thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy rằng là người ta có thể yên tâm khi mà trao cái cuộc đời của người ta cho mình anh nha. Và em tin rằng với một người tốt, nhân hậu và cần cù làm ăn như anh thì em nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý để mà xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Em tin anh là một cái người sẽ rất là biết lo cho gia đình, biết thương vợ, thương con. Và em chúc anh có nhiều sức khỏe và chờ đợi cái hạnh phúc đó một ngày không xa. Dạ, anh nha. Cảm ơn chị. Dạ.